Tạo bài số 3 là tạo mật khẩu hàng loạt cho website của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đây, chúng ta sẽ vào cơ sở dữ liệu. Trước tiên chúng ta sẽ tạo một cái biểu bảng. Một cái bảng đúng không nhỉ? Cái bảng này là có tên là ơ cao. Ở đây mình có duy nhất một tài khoản đúng nha. Để mình đăng nhập cái hệ thống. Vậy giờ mình muốn tạo một loạt các cái mật khẩu cho nhân viên thì mình làm thế nào? Ở đây nó mình có cột ID, user, password, tên, email, giới tính và một cái cột phần rẽ nhánh để vào tài khoản người dùng, vào tài khoản. Rồi, đây là phần phần bảng dữ liệu nhá. Cái phần tạo bảng này thì mọi người phải xem phần tạo bảng. Bây giờ ta đến ta chuẩn bị một cái file Excel. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái file Excel. Thì cái file Excel này thì mình làm từ đây mình sẽ nhập cho nhân viên của mình có bao nhiêu, mình sẽ copy vào đây nha. Ví dụ thế, mình sẽ copy với gõ vào đây. Nên dĩ nhiên là mình có danh sách của nhân viên rồi đúng không? Thì mình copy vào cho nó nhanh. Thì mình sẽ tạo, ví dụ như là tôi sẽ có một loạt các cái nhân viên hay là một loạt các cái học sinh như vân vân. Mình sẽ copy thêm vào đây. Đây mình lấy demo thôi. Ví dụ một loạt các cái danh sách này mình sẽ copy nó sang. Sau đó tạo thêm ở đây nhé. Vân vân. Ví dụ như bạn Trần Khánh Băng này mình muốn tạo tên đăng nhập của bạn ấy là cái gì. Tùy theo mình đặt vào đây. Ví dụ như Khánh Băng. Mật khẩu là cái gì đó đây là mình tự tự lập thôi nhá, tự lập thô vào đây. Ví dụ Khánh Băng không cũng được, hoặc là Khánh Băng 321 hay là 88899 gì đó. Email, mật khẩu vân vân. Thì vào đây mình điền nữ là 0, nam là 1, hoặc là điền hẳn chữ nữ chữ nam đã cũng được, không sao cả nhé. Rồi email hoặc không cần email tùy theo mình, cái chức năng mình muốn cần những cái gì. Rồi tạm thời mình xóa nó bớt đi. Thế thôi. Đây, xóa nốt cả các bạn này đi để cho mình cần ví dụ vậy nhá. Thì mình sẽ phần tạo này mình sẽ tạo dùng danh sách mình tạo ra một loạt cho họ. Thì mình chỉ việc import vào thôi. Thì ở đây cái câu hỏi rẽ nhánh, ví dụ như tôi muốn cái bạn Khánh Băng này. Bạn ấy làm tại sao mình lại ghi 1221 vào đây? Vì là ví dụ như do mình quy định thôi, mình có thể là A hay B hay C là cũng được, không có vấn đề gì đâu nhỉ. Mình có thể ghi ở đây là A, B, C hay là cái gì đó, có nghĩa là do mình quy ước. Ví dụ như mình muốn cái bạn Lan Anh này hay là bạn Việt Anh hay bạn Gia Bảo này. Bạn ấy rồi mình muốn cái bạn Khánh Băng này. Bạn ấy là ví dụ bạn là người quản trị thì mình có thể đặt cho bạn ấy số 1 vào đây. Còn bạn còn những cái bạn kia, cái bạn này chỉ là thành viên thôi, thế là mình cấp quyền cho bạn ấy. Ví dụ bạn nào số 1 thì sẽ được vào quyền cao nhất chẳng hạn thế. Bạn số 2 thì vào cái quyền thấp, ví dụ vào tùy theo mình chỉ trang web cho đến đâu đúng nhá. Ở đây gọi là mật khẩu rẽ nhánh thì chúng ta vào thế thôi. Ví dụ mật khẩu chúng ta thuộc loại quyền nào thì khi mình nhập vào thì nó sẽ vào cái quyền đó. Thì tóm lại là mình sẽ nhập vào đây, mình cho các bạn Khánh Băng này có quyền cao nhất là quản trị tối đa website của mình. Còn những bạn này chỉ được phép vào xem hoặc là có quyền sửa nhưng mà ở mức độ khác thôi nhá. Rồi về phần phần này thì nó là làm trên file Excel thì nhiều ít thì mọi người tự nhập vào đây, đặt tên vào đây. Mình đây chỉ là mấy cái ví dụ thôi.
Các bạn khánh băng này có thể cho vào cái gờ mai cái gì đó đây, tùy tùy thế nhé. Rồi phần file xong. Tiếp theo là mình đến cái file tài khoản đúng không nhỉ? Thì mình sẽ tạo một cái file import vào. Đó là file đây, file này mà hôm nay mình giới thiệu đó là file import danh sách vào. Thì trên file này mình giới thiệu luôn thì cái phần style trên này thì nó chỉ là đây mình lướt luôn cho mọi người xem. Thì là cái cấu hình thôi đúng không? Đấy, mọi người lướt. Nó không có gì khó. Và lưu ý này, cái file này đây nhá, cái incanu cái file để import được file Excel thì mọi người phải có cái file, phải có cái tệp này. Cái tệp PHP Excel này nhá. Cái này nó dùng hỗ trợ để import Excel. Thì tí mình sẽ quay ra mình nói cái file này. Rồi, đầu tiên là xóa hết các cái tài khoản cũ của cái form account. Ở đây là lấy cái thông tin cái biến của file Excel, cột 1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 5, vân vân. Đây là các cái hiển thị ra bên ngoài thôi, đúng không? Rồi, sau đó đến phần insert. Trong khi lấy được các cái biến từ file Excel, các cái hàm rồi thì đây, thì cái mà mình cần nói nhất là chỗ này. Như mọi người thấy là mật khẩu của file Excel thì mật khẩu thì phải được mã hóa. Thì ở đây mình dùng hai chế độ mã hóa là MD5 này. Và đây là cái mã hóa mật khẩu của mình. Để không để mọi khi vào được cơ sở dữ liệu nhưng mà chúng ta cũng không thể xem được cái mật khẩu đó là gì, thì tí chúng ta sẽ xem cái mã hóa của nó. Đây còn file insert thì dễ rồi. Rồi, đây là một vài cái thông tin. Mình lướt lại một lượt nữa để mọi người xem. Và gõ lại. Rồi, xong. Bây giờ chúng ta sẽ import vào. Thì chúng ta xem lại cơ sở dữ liệu của chúng ta bây giờ chỉ có một cái cột, một cái mật khẩu duy nhất là quản trị quét, đó chính là Bùi Nhưỡng mà nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái mật khẩu Bùi Nhưỡng này để chúng ta vào trang web của mình. Và đây là cái cột Rone là một có quyền cao nhất đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào. Ở đây chúng ta vào rồi đúng không? Nên chúng ta import luôn, chúng ta vào mục tài khoản. Ở đây nó hiển thị nên có đúng một Bùi Nhưỡng thôi, có ID 91. Rồi đây em ai người dùng. Rồi mình sẽ import vào, import cái tài khoản đó. Rồi chọn tệp, chọn cái tệp mình vừa làm, mình để ở đâu đó. Rồi để ở ngoài màn hình đúng nhỉ. Ở đây danh sách tài khoản chúng ta import. Rồi, lưu ý là chúng ta nhấn vào nút cập nhật là nó đã import rồi đấy. Tức là nó đã được đưa file này vào trong, đưa lên và ấn vào nút cập nhật là nó xóa toàn bộ. Đây mình ghi cái màu đỏ để cảnh báo là nó xóa toàn bộ cái. Rồi import. Rồi đã xong đúng nhỉ? Vậy là đã import được tất cả các cái tên mà mình vừa mới đăng nhập vào. Giờ mình xem lại xem nó có chưa. Đây đúng không? Nó đã import được vào trong cái tài khoản này. Là cái bạn Phạm Khánh Băng này đúng không? Bùi Hồng Gia Bảo vân vân. Đấy những cái file này là mình, ở đây là cái số thứ tự, số ID, ID. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cơ sở dữ liệu của mình. Ở đây là chưa có gì đúng không? Bây giờ mình ấn vào đây để mình reset lại. Rồi đấy. Và trong cơ sở dữ liệu của mình nó đã import, insert vào đây. Thì
thì mọi người thấy là ở đây có mỗi là Khánh Băng là người có quyền cao nhất, là số 1 đúng không? Rồi em Mai vân vân đấy, bạn em Mai này mình, và mật khẩu nó đã được mã hóa. Và dụ như bây giờ nếu mình mà có vào được cơ sở dữ liệu thì mình lấy cái mật khẩu này ra thì mình không vào được đúng không? Đúng không nhỉ? Đây là mật khẩu, này là mật khẩu mã hóa. Ví dụ bây giờ mình copy cái mật khẩu mã hóa này nhé, ví dụ như bạn Phạm Khánh Băng này, mình copy cái dòng mật khẩu này, giả dụ mình có copy cái dòng mật khẩu này nhé, đây mình copy copy ra ngoài này đúng không? Bây giờ mình vào nhé, mình thoát ra, mình vào lại, thoát ra. Mình vào lại đây. Bây giờ mình đăng nhập với tư cách Bùi Nhưỡng thì không vào được nữa, bởi vì là mình bị xóa mất rồi đúng không? Mình mở lại cái file Excel vào đây, file danh sách tài khoản. Thì mình đây, tên đăng nhập của bạn này là Khánh Băng đúng không? Thì mình sẽ vào đây là Khánh Băng. À, giả dụ như mình copy cái mật khẩu này vào, cái dòng mật khẩu mà lúc nãy nó import vào đấy, thì xem nó báo là như nào nhé. Ctrl V vào đây đấy, thì mình xóa ký tự đi rồi ấn vào nó báo xem mật khẩu không đúng đúng không. Rồi mình ghi lại ở đây là Khánh Băng nhé. Vậy thì mình phải copy cái mật khẩu này của bạn Khánh Băng, lúc nãy là mình để Khánh Băng 999 đúng không? Giờ mình copy Khánh Băng 999 vào đây. Ctrl V vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập. Rồi, chuẩn nhé. Thì nó đã vào được đến phần quản trị cao nhất. Phần quản trị cao nhất ở đây thì mình được phép import này, được phép chỉnh sửa này đúng không? Ví dụ như là được phép sửa sổ điểm này. Ví dụ đây là cái sổ điểm này, mình bạn Khánh Băng ở đây được phép sửa sổ điểm đúng không? Rồi new lại. Được phép sửa sổ điểm. Ví dụ bạn này đang là 8 thì cho bạn là 9 vào đây. Rồi chưa? Rồi. Bây giờ mình thoát ra. Bây giờ mình vào với tài khoản là Lan Anh đi. Ở đây là hay Gia Bảo đi nhá. Đây. Xem nó có vào giống như bạn lúc nãy không. Rồi, mình cho bạn Gia Bảo vào đây. Mật khẩu của bạn Gia Bảo là Gia Bảo 321 nhá. Rồi đăng nhập. Ấy, bây giờ là bên bạn Khánh Băng. À, bạn Gia Bảo đăng nhập với, đây nó đang là xin chào Gia Bảo đây đúng nhỉ? Thì bạn Gia Bảo này sẽ vào cái tài khoản này, ví dụ như phần sổ điểm là bạn Gia Bảo này chỉ được phép xem thôi, không có sửa đúng nhỉ? Tức là bạn Gia Bảo lúc nãy bạn mình cho cái bạn gì sửa vào điểm số 9 ở đây đúng không? Vậy bạn này chỉ có nhiệm vụ xem thôi, hoặc là có mục sửa nhưng mà ở mức độ cấp quyền nó ít hơn đúng không nhỉ? Ví dụ như cái mục nào mà đăng ký đây, ví dụ mục này đăng ký thì được, ví dụ cái mục mà cho phép đăng ký à, thì mình phải cho học sinh tự đăng ký để sửa là đúng rồi đúng không? Cái mục nào cho phép được sửa, mục nào không được thì Gia Bảo ở đây có thể đổi mật khẩu ở đây. Ví dụ mật khẩu mới ở đây là Gia Bảo, như ở đây tôi đổi là Gia Bảo đi, đổi mật khẩu ở đây là Gia Gia Bảo ở đâu, tên Gia vẫn là Gia Bảo nhưng mà mình đây chỉ cho phép đổi mật khẩu thôi. Lúc nãy là Gia Bảo là bạn ấy là bằng 321 đúng không? Bây giờ tôi xóa là bạn này đi, thì tôi cho là
1 2 3 4 5 6 chẳng hạn. Rồi. Thì tôi sẽ copy cái này vào đây. Đây, copy đi. Thì sẽ đổi vào đây là bạn ra vào 1 2 4 5 6. Copy vào đây 1 2 4 5 6. Rồi. Đổi. Đây là đổi mật khẩu thành công, quay lại. Rồi, ở phạm vi nhà ta thử đăng nhập lại xem. Ra vào này. 1 2 4 5 6. Rồi, ok. Vậy là khi mình đăng nhập mật khẩu mặc định cho thành viên thì thành viên vào tự phải đổi mật khẩu nhé. Rồi, ở cái bài này mình xin dừng bài số 2 ở đây. À, bài số 3 ở đây. Ta chuyển